đi hồ câu Gia Bảo nha anh em. Thì hồ này dính sô đêm thứ hai thứ sáu anh Dũng ta. Nhắc lại thứ hai thứ sáu nha các bạn. Thì mấy gần là 450 nha. Rồi, hồ quýnh từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm nha các bạn. Thì hôm nay trời mưa hơi lớn nha. Chiều giờ anh em mình cũng lục chụp quá, bỏ quên máy rồi phải chạy về nhà lấy tùm lum hết nên mình không quay từ buổi chiều được ha. Bây giờ vẫn còn mưa luôn nha các bạn. Thì hồ này cá ăn mạnh nha các bạn. Cá ăn mạnh, cá đẹp, mình công nhận là cá đẹp. Cá lớn nha các bạn. Thì cá có sôi phải tầm hàng 9, cá hàng 9 nó có sôi nha các bạn. Rồi, thì hồ này là cắm trống tự do nha các bạn, hồ cắm trống tự do nha. Thì anh em nào mà muốn xuống hồ này cảm giác trải nghiệm á thì mình có ghim vị trí trên Google Maps á, thì quý vị anh em đi xuống ha. Ok, thì cũng qua đây coi. Hôm nay uống cơm các bạn, uống cơm ha. Hôm nay uống cơm thì nãy giờ thì mình cũng bắt được bây giờ bắt được hai con cá tầm 7 kg nha các bạn, nhưng mà không có dự sôi ha. Ok, thì bây giờ thì vẫn trời vẫn đang mưa tiếp tục, bây giờ lúc 7:10 rồi nha, thì 9 giờ kết thúc rồi, còn 2 tiếng nữa thì mình chưa biết nó làm sao, thì cũng mong là có gì đó mang về chứ đi ngày hôm nay về Thủ Đức cũng xa lắm các bạn ha. Ok rồi, khi nào mình có cá thì mình sẽ báo cá cho các bạn ha. Chào các bạn. Mẫu này free với các bạn. Mận được miễn phí nha anh em, mà không có cá thì cứ thái ăn thoải mái nha anh em. Mận ngọt nha, không có sâu nha các bạn. Giờ cũng gần 8 giờ rồi ha, cũng gần hết giờ. Thôi cố gắng gồng xíu có gì không nha các bạn. Mưa đang hơi lạnh nha các bạn, sình lầy không thì cái đường ở ngoài thì nó có chảy đá bi thì khỏi sạch nha các bạn. Còn chỗ con cá này, chỗ mình ngồi này hơi lạnh xíu đó. Bây giờ cá 8 giờ rồi nha các bạn, 8 giờ cá vẫn còn, mình vẫn chưa bên được cái thêm con nào nữa hết trơn. Nguy cơ hôm nay là trắng tay đi về nha các bạn, mà mình nói câu đó là thường hay có cá giải nha các bạn nha, hên xui các bạn. Giờ trời vẫn tiếp tục mưa này, không biết là Sài Gòn có ngập hay không, chứ ở đây nước dâng, nước hơi dâng lên mấy hồ rồi nha các bạn ha. Giờ là 9 giờ các bạn, kết thúc giờ câu nha. Dũng đang đội mưa quay cầm vô nha các bạn. Rồi thì hôm nay kết quả là được có 2 con cá nha, 2 con 7 kg không được hết luôn. Rồi hôm nay thua nha. Thua. Rồi để lần sau gỡ gạt lại nha các bạn. Rồi ok. Hôm nay dừng ở đây nha. Rồi xin chào các bạn.